Thưa quý vị, một tuyệt phẩm của kịch gia nổi tiếng người Trung Quốc Tào Ngu, đó là Lôi Vũ, đã được tái hiện trên sân khấu Lệ Ngọc. Tác phẩm này đưa khán giả trở về với những năm 1925 và cảm nhận những bi kịch của gia tộc họ Chu giàu có, hiện đại và có phần Tây phương hóa. Tác phẩm cũng có sự pha trộn của nhiều yếu tố thuần Việt, mang lại những yếu tố bất ngờ và hấp dẫn cho người xem. Dựa trên tác phẩm nguyên gốc nổi tiếng, Lôi Vũ đã từng được dàn dựng thành công trên nhiều sân khấu kịch. Bởi vậy, áp lực khi đưa lên sân khấu Việt, đó là khiến tác phẩm trở nên gần gũi với sự pha trộn của nhiều yếu tố thuần Việt. Sân khấu Lệ Ngọc đã quyết định dựng bi kịch trên dựa trên bối cảnh về sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam. Một Lôi Vũ với lối diễn xuất và câu chuyện lay động lòng người đã ra đời, gây ấn tượng mạnh tới khán giả. Chúng tôi là những người sản xuất cũng như là người quản lý, thì tôi nghĩ rằng là làm thế nào mà để cho nó hoàn toàn khác hẳn cùng một tác giả đấy, nhưng chúng tôi làm thế nào cho nó khác hẳn và mới với những cái người mà đã xem rồi, người ta vẫn thấy rằng là đúng là vở kịch của Tào Ngu nhưng mà hoàn toàn thích hợp với ngày hôm nay, và hơi thở đấy vẫn truyền lại trong bao nhiêu năm, vẫn truyền lại, vẫn mới mẻ. Và cái đấy là những cái mà chúng tôi khắc sâu nhất và làm đậm nét nhất tất cả qua hình tượng và qua những cái thủ pháp nghệ thuật và qua cả những cái sân khấu, qua cả trang trí, qua cả cách đạo diễn. Chúng tôi rất là khó tính trong việc cắt cúp lại và làm mới lại, nhưng là làm mới hoàn toàn vẫn phải có cái hình bóng của cụ Tào Ngu. Nhưng ngày hôm nay, đến ngày hôm nay người ta vẫn xem, người ta vẫn thấy rằng, kể cả người ta đã đi xem trước kia rồi, người ta thấy rằng là sân khấu Lệ Ngọc làm một vở Lôi Vũ đúng là dông tố cuộc đời của ngày hôm nay. Đấy là một điều mà chúng tôi hy vọng nhất. Hiện nay sân khấu Việt Nam đang có những khó khăn, và đặc biệt là cái đội ngũ khán giả càng ngày họ yêu cầu, họ càng khắt khe về gì? Về tính thời sự, về kết cấu, về tiết tấu, về tính hấp dẫn. Thì sân khấu Lệ Ngọc cũng là một trong sân khấu mà đã mạnh dạn đi tiên phong trong rất nhiều các cái vở diễn mang tính tưởng thử nghiệm cũng có, và mang tính đột phá cũng có. Và tôi nghĩ đây là một vở diễn mà đã được rất nhiều nhà hát của thế giới cũng như ở Việt Nam dựng, đó là vở kịch kinh điển, và nó mang một cái hơi thở mới, một không khí mới, một cái luồng sinh khí mới để khán giả đến tiếp cận vở diễn. Và tôi nghĩ đây cũng là một vở diễn có lẽ là mọi người sẽ đến để xem và đáng xem. Được sự ủng hộ của khán giả, sân khấu Lệ Ngọc sẽ mang vở Lôi Vũ góp mặt tại tuần lễ sân khấu Trung Quốc ASEAN.